Wow, hôm nay mình xin phép chủ nha, ngồi lên thử cái xe Honda mới HR-V này các bạn. Đầu tiên cái cảm nhận đầu tiên của Đạt là cái ghế. Ghế này là ghế thể thao cho nên có vẻ rất là ôm sát người đúng không anh Khanh? Dạ đúng rồi. Rồi, mà cái vô lăng này thì em thấy nó cũng bằng da. Bằng da các bạn ơi, bằng da rất là đẹp. Ngoài ra thì cái này nó còn cái gì đặc biệt nữa không anh Khanh ha? Rồi, thì ngoài cái vô lăng và cái ghế ôm này nè. Còn những cái tính năng khác thì chắc là phải nhờ anh Khanh giới thiệu thôi anh Khanh. Thì Khanh xin giới thiệu với các bạn, Khanh xin giới thiệu với Đạt. Thì những tính năng đặc biệt trên chiếc Honda HR-V này. Đầu tiên, đây là cái phần tay tựa trung tâm. Thì trên tay tựa trung tâm này, các bạn có thấy được là hệ thống phanh tay điện tử. Wow, đây phanh tay điện tử đây, một cái tính năng rất là hiện đại và rất là cao cấp luôn anh. Dạ. Phía dưới phanh tay điện tử đó là hệ thống giữ phanh điện tử. Wow. Dạ. Hay quá. Ngoài ra, ngoài những hai thiết bị an toàn này, thì trên xe còn được trang bị sẵn một cái màn hình cảm ứng 7 inch. Màn hình này. Cho kết nối USB, FM, AM, HDMI. Chất lượng âm thanh rất là chuẩn. Rồi về cái phần điều hòa trung tâm thì là điều hòa tự động. Em rất là ấn tượng với cái bảng điều hòa kiểu này. Cái này là cảm ứng luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rất là hay quá, rất hay quá các bạn ơi. Tự động, hai vùng độc lập nha các bạn. Hay quá, hai vùng độc lập mà cảm ứng luôn, trông nó giống như rất là hiện đại luôn đó anh Khanh. Mà giống Tesla. Giống Tesla. Có một cái cảm giác đó. Dạ. Rồi. Sau khi các bạn đã tìm hiểu xong về cái phần tay tựa trung tâm rồi thì chúng ta hãy trở lại cái ghế lái. Thì cái ghế lái đầu tiên trên cái vô lăng đây, chúng ta sẽ thấy trên vô lăng đây là hệ thống ga tự động, Rule Control. Đúng rồi, Rule Control đây anh. Hệ thống lẫy số trên vô lăng. Cái lẫy nhỏ nhỏ nó xinh xinh đẹp quá ha. Nãy giờ anh chị em mới thấy luôn á. Em không ngờ là một mẫu xe nhỏ như thế này mà được cả những cái tính năng rất là thể thao luôn á anh Khanh. Không biết Đạt có để ý hay không thì hai cái cần nhỏ phía dưới nữa. Wow. Có thêm hai chữ auto. Wow, đây là gạt nước mưa tự động đúng không anh? Gạt nước mưa tự động. Wow. Và có cái gì tự động nữa không anh? Hệ thống đèn tự động. Đèn tự động luôn. Cái mẫu này rất rất là option rất là nhiều. Theo em chắc là nhỏ mà là có vỏ đấy. Nhỏ mà có vỏ. Nhưng mà em ấn tượng này anh Khanh. Cái đồng hồ này rất rất đẹp, cái thiết kế 3D nó nổi đẹp. Đẹp lắm anh. Nó thật lòng là thấy ấn tượng với cái đồng hồ này. Rất đẹp luôn các bạn, rất rất đẹp luôn. Đó. Rồi chắc là em đang rất là nóng lòng là lái thử đi. Hay là anh em mình chắc cái xe này mới quá, tuy nhiên thì chắc trong cái khuôn viên này thì mình cũng dạo thử một vòng được chứ đúng không anh? Dạ được. Rồi, ok anh. Chúng ta hãy cùng đi thử một vòng thử xem là những cái trang bị này nó sẽ mang lại cái cảm giác lái như thế nào cho một cái phân khúc mới lạ này. Ok anh. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ thì xin phép khách mời Đạt sẽ thử trải nghiệm và cảm nhận một xíu về cái xe Honda HR-V này nha các bạn. Tại vì cái xe này mới quá cho nên là mình cũng chỉ chạy ở cái mức độ nó từ từ và vừa phải thôi. Chứ còn mà cũng hẹn các bạn vào một dịp khác. Khi nào mà bên anh Khanh có cái xe lái thử rồi thì mình sẽ cảm nhận ở chấp nhận tốc độ cao hơn. Dạ. Thì bây giờ thì cái phanh tay điện tử này thì là mình nhả chân. Bây giờ mình sẽ có hai cách để nhả phanh tay điện tử. Thì đầu tiên nó sẽ thao tác là nhấn xuống giống như cái phanh tay cơ á, cái phanh tay cơ mình hạ xuống thì phanh tay điện tử sẽ nhả ra. Cách thứ hai là mình đã đeo dây đai an toàn rồi thì các bạn chỉ cần đệm thêm miếng ga là phanh tay điện tử tự động nhả. Rồi nó tự nó chạy rồi nè anh. Rồi ok, Đạt thử coi. Cái đầu tiên mà em thấy trong cái nước ga đầu tiên nè, đó chính là nó êm của anh Thành Khanh ơi. Nó êm thật. Rồi nó rất là êm ha. Êm và cái không gian lái thì thật sự nó có một cái cảm giác rất là thể thao luôn á anh. Dạ. Đạt ngồi thấy rộng không? Em ngồi thì cái cảm giác nó cũng tương đối là rộng rãi, thao tác thoải mái. Đó, vừa phải như thế này là ok. Đó. Nó êm quá anh Khanh rồi. Êm nhưng mà cái việc xe này là hình như là được trang bị hộp động cơ 1.8 đúng không anh? Dạ, một động cơ 1.8 lít. Hộp số của nó là hộp số CVT. CVT rất là mượt luôn, không có cảm nhận được
không có độ chuyển số, không có độ chuyển mình số. Lái nó rất là êm và độ tăng tốc của nó thì rất là mượt. Các giải tốc độ nó rất là mượt với nhau. Nãy giờ em cảm nhận đang cố gắng kìm cái chân ga trong là nó chồm lên. Rồi ok. Rất là ấn tượng về cái mẫu xe này các bạn. Wow, em khi mà em ngồi cái xe này á, một cái điều mà không phải là em như thế nào nhưng mà thật lòng là cái cửa sổ trời này thì em thấy cái không gian nó thoáng, đúng không anh Khanh? Khi mà một chiếc xe được trang bị cửa sổ trời thì các bạn sẽ thấy là nó không gian nó mở hoàn toàn, nó rất là rộng. Rộng mà cái này thì mình mở như thế nào anh? Ấn vào đây đúng không ạ? À, chúng ta chỉ thao tác một chạm thôi. Đây nó có hai phần, đây là cái phần lưới. Cái phần lưới che cái cửa sổ trời lại thì lưới này nó có tác dụng là chống nhiệt nè. Ồ. À lưới che anh ha. Rồi. Ừ. Chúng ta có thể mở ra. Đây, cả hai phần. Cả hai phần luôn. Như thế này là thoáng lắm luôn á anh. Nếu các bạn có một dịp mà đi trong trời mát buổi chiều, như là buổi chiều hôm nay đi bờ sông, đi đường biển, các bạn mở cửa sổ trời ra, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, rất là hay luôn anh Khanh ạ. Cái xe này thì em thấy chắc là cái phân khúc khách hàng là những người trẻ, năng động, đúng không anh? Dạ đúng ạ. Ừ, hay. À, một cái ưu điểm nữa của cửa sổ trời có nghĩa là khi các bạn đậu xe dưới trời nắng, chúng ta mở cửa ra, nó sẽ thoát những cái không khí độc, những cái mùi khó chịu, những cái hơi nóng rất là nhanh ra. Những cái mùi mà thêm được biết là xe mới mình, những cái mùi đó là từ những cái keo này, những cái vật liệu. Còn về an toàn thì em thấy ở đây thì nữa là cũng đầy đủ tất cả các tính năng an toàn, đúng không anh Khanh? Dạ, về an toàn thì Khanh xin giới thiệu sơ qua chút xíu là an toàn thì xe được trang bị là hệ thống túi khí là 6 túi. Wow, 6 túi khí luôn. Dạ, là 2 túi khí phía trước, 2 túi khí mép ghế và túi khí rèm hai bên. Ngoài ra hệ thống an toàn trên xe là bao gồm có hệ thống chống bố cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc. Khởi hành ngang dốc thì rất là ưu điểm khi mà chúng ta đi những dốc mà trong cái đường kẹt xe. Rồi hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Gần như là đầy đủ tất cả các cái tính năng an toàn của những cái xe hiện đại, đúng không anh Khanh Hà? Dạ đúng ạ. Ok anh, thì chắc là em cảm nhận rồi, bắt đầu thấy thích cái xe này rồi đó. Dạ. Thì ngoài ra thì về tính năng an toàn ra, xe còn có điểm mạnh về cái cảm giác lái và chế độ lái thì... Hay quá anh Khanh ơi, bắt đầu thấy yêu cái xe này rồi đó. Thì giờ mình sẽ thử tiếp cái chế độ lái số D thôi. Tại vì chia sẻ với các bạn luôn, thì trong cái điều kiện mà xe mình chỉ được chạy ở trong những cái khu nhỏ này thì không thể nào mà Đạt có thể thử trải nghiệm ở những cái tốc độ cao. Thì bây giờ Đạt sẽ thử gạt số D ha. Bây giờ em sẽ đang chạy tốc độ cao ha. Em về số lên số khoảng 40, chúng ta lấy cộng thử xem. Đây lên 6 nè. Rồi, 4 nè. Wow, một cảm giác rất là thể thao luôn các bạn. Hay, có cảm giác đang lái xe F1 của anh Khanh. Dạ. Khi mà lấy số ở chế độ D thì chúng ta sẽ chủ động. Và tự động khi chúng ta lấy số xong á, sau 2 giây là nó trở về chế độ D lại. Chúng ta không cần phải chuyển bất kỳ một cái thao tác nào nữa. Ok các bạn, rất là cảm ơn anh Khanh Honda để cho Đạt trải nghiệm cái mẫu xe rất là ấn tượng, cái mẫu Honda HR-V. Dạ, cũng cảm ơn Đạt hôm nay đã đến cảm nhận cùng nhau chia sẻ. Thì đây là một mẫu xe hoàn toàn mới. Nếu các bạn có cảm thấy yêu thích và các bạn muốn lái thử thì hãy liên hệ trực tiếp với Khanh. Còn các bạn muốn mua xe Toyota thì hãy liên hệ với Đạt. Thật lòng chia sẻ thì hai anh em cũng chỉ là đi bán xe thôi. Thì số điện thoại của anh Khanh là bao nhiêu anh Khanh nhỉ? Dạ các bạn gọi giúp dùm Khanh là 0996 773366. 0996 773366. Số của anh Khanh Honda. Và đừng quên nếu có mua Toyota thì gọi cho Đạt nha. 0937 776 556. Xin đừng gọi nhầm nhé. Xin đừng gọi nhầm. Và một điều nữa thì các bạn cảm thấy yêu thích video clip của hai anh em thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký coi như là một phần ủng hộ tinh thần của hai anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin cảm ơn. Rồi.